kia bao nhiêu tiền đấy? 6 triệu. 6 triệu. Đây là đồ Long Phong. 6 triệu. Đây này không có con ốc sên to lắm. Kia nguyệt quế phải anh nhỉ? Nguyệt quế. Này lắm ổi đấy nhỉ. Nguyệt quế đấy bao tiền đấy? Đồng rưỡi. Bao nhiêu cơ? 5 triệu rưỡi. À 5 triệu rưỡi. Đồng rưỡi. Nắng quá. Khương cho mượn cái mũ tí được không? Đấy ok. Nắng. Ôi mũ đẹp đấy. Mũ này mấy triệu đúng không? 150k. 300. Mũ này ô tô đè lên không vỡ này đúng không? Đấy mặt này nhìn gấu ghê nhỉ. Không có số. À, có số rồi. Bác đọc đi. 0942 455 số của Quất Tĩnh nhá. Còn đây là bên cây đấy mẹ các ông cứ xem mới ấy, là không có số. Mặt sau thì hơi chán. Một cái ổi được nên là ổn rồi. Giá thôi. Giá. Nguyệt quế 5 đồng rưỡi kìa. Cái cây này thì cũng vậy. Đây rồi, lại 5 đồng rưỡi đây. Được cái dài đây. Ba cây hôm trước là về đâu đấy bác? Tính. Hả? Ba cây hôm trước là về đại gia nào? Ba cây hôm để đây này. Ba cây chỗ bầu ấy. Bắc Ninh gì? Ông Tùng à? Ông Tùng múc gì? Này là Lê Nhây đúng không? Đây. Bảo là mày lấy hộ chú. Nó bảo đây chú gọi luôn đi này. Đau đầu về được. Đau đầu, sợ nhất đau đầu 2 3 giờ sáng mới đau đầu. Đây, ông toàn xuống cầm đấy. À, thế chú Tùng lấy à? Thế mà không bảo mình. Mày đi làm. Đang thì gọi cho ông ý bảo cái kia kìa. Cái đồ kia ông khoái đấy, con lão tử lão nhỉ. Đang thì Zalo cho ông ý. Hiệu này con nữa đây. Qua ông giả con kia được vé rồi. À thì 45. Thế biết rồi thì tí đỡ phải Zalo. Ông giả được 45 này rồi cũng được. Thế đang đi gọi cho ông ý. Chạy chứ cứ gọi coi như kiểu lời ấy nhá. Gọi. Biết rồi gọi gì ông mà hôm qua chú xem rồi. Nhiều khi ông không thích người khác. Nói hôm mà em hỏi bảo nếu em lấy thì bao nhiêu đấy là hỏi cho chú Tùng đấy. Thôi em gọi bác. Hôm nay nhiều ổi đi. Chả biết tập trung ở đâu, cây nó cứ na ná nhau thôi. Tùng này. Đang nói chuyện với Tùng Bắc Ninh. Cái này thì bao nhiêu? Đấy, gì nhỉ? Đang vận thu vé chợ. Hồi tí nữa lấy số.
đây là đây là của vẫn là toàn nguyên của toàn Hải Dương nhé, còn Hải Dương nhé, quay rất nhiều lần rồi. Mà mới xem thì lưu ý lại là tôi chỉ có quanh quanh ở chợ thôi, điều gì không cũng sẽ có thông tin ở những cái video nào đó. Này cây cối đâu đấy? Đây à? Ở đây. Quê già lắm rồi. Quê nhìn từ si nhỉ? Ổi. Ổi đấy. À, này lắm. Này nhiều ổi ghê đấy. Đây, con này này. Hay nhưng mà giá nó mình muốn hay khó rồi. Mình là cũng của chỗ Toản Thiên Lũng nhỉ? Đúng rồi. À, mấy anh em chung nhau. Thế mai này bao nhiêu tiền đây bác ơi? 45 cổ. Quay xong rồi lại Zalo cho Tùng đấy. Không muốn đi số tiền. Ông đã cử người đi số tiền. 45 đồng. Cũ rồi, khi nào anh quay rồi. Hỏi bác Toản giá thì dễ hơn. Chí này chắc không biết mấy. Cơ bản là cái ổi hay. Đây, quay cái cây của Cương. Cương chạy đâu rồi? À đấy, anh em nào cứ xem video của Cương mà thấy comment hỏi số ở dưới là Cương trả lời. Thì, hay theo dõi kênh, hay đọc ý, hay đọc cái comment của bác ấy. Ai hỏi cho xin số của nhà xe này là của vườn bonsai này là Cương sẽ comment ngay. Thực tế tội đức lưu số. Cái này về làm được đấy, nhưng mà làm cái trực làng rất là đẹp. Có lẽ là nên bỏ cái cửa khẩu này đi, nhưng mà bên này có sẹo rồi, có nếu bỏ đến đây thì sẹo to quá. Đấy, nó chỉ là hàng đất nhưng mà nó cũng lên, chắc cũng lên được mấy tháng rồi, nhìn nó đỡ rồi, lên chậu. À, có tưởng tượng được cái trực làng này, bỏ khẩu đi nhưng mà giờ ấy là dính cái sẹo bên kia, dính cái sẹo bên này nó đang co quá, không làm được. Xi 25 đồng vẫn còn đấy các bạn nhé, 25 triệu vẫn còn. Hôm nay mang ít đi thế? Rồi thế thôi nhưng bán được đâu. Đây cái xi này nhiều ông thích lắm mà chả ấy. Đọc lại cái số đi, cho đỡ rồi đấy. 097 097 515 515 6620 6620 này. Xi này cổ này thì bao nhiêu tiền nhỉ?
8 triệu. Đấy. Già khô. Già tới răm luôn. Đấy. Đấy, xanh. Nhìn ba thân đẹp nhỉ. Xanh quê thả nước. Cho. Đấy. Đấy, cho vào cái bể cổ. Đẹp. Hai người kênh. Đúng các cụ ngày xưa làm đấy. Gốc. Mặt sau cũng đẹp. Ừ. Mặt này thuận hơn. À đây nhập đội rồi à? Nhập đội rồi. Đấy, giá bán cho anh em biết là bao nhiêu đây? 5 triệu. 5 triệu. Giấy rất nghệ thuật. Con kia thì bay rồi à? Con nào cơ? Con giấy hôm đấy ông để lại cho ông Linh luôn. Đấy, cái ông lấy thấy nhiều cây đây này. Đấy. Đấy. Chơi. Anh à. Đây phía này đông đấy. Kinh nhỉ, ông nhạn đang. Đấy, đóng đóng Huế. Ok, cảm ơn các bác. Nắng ngồi chán quá. Chỗ này xong rồi. Chỗ này nhiều cây, nhiều cây đẹp đẹp này xong rồi. Các bác nha, thiếu thông tin gì thì bổ sung. Đấy, có nhiều người hỏi cái chi kia. 5 triệu. 55 triệu.